đây có giảm giá gì đồ si vậy, mấy cái áo mà dành như học hoài hay cái kiểu vậy. Giờ tụi nó đang đi nè, mình đi xem thôi chứ đâu có tiền nữa mà mua mấy cái áo. Yo yo, chào các cậu. Thì hôm nay mình sẽ đi qua nhà thằng bạn thằng Duy Đen, sau đó đi chơi mà không biết mình đi đâu nữa, nhưng mà trước tiên là mình sẽ qua nhà nó trước. Chào mừng các bạn đến với vlog của Nguyễn Duy. Wow, bây giờ đang là 3:37. Trời thì nắng vãi cả. Và mình đang đi bộ tới bến xe bus. Thề là nó nóng, là nó nóng cực luôn ấy. Bên đây đang là mùa đông mà nó còn hầm hơn cả Việt Nam mình nữa. Không hiểu, hình như bên đây đúng có một mùa đó là mùa nóng. Mùa nóng cực. Đây, phải đi một trong những con số xe bus này mới có thể tới được nhà của thằng Văn Duy. Tới rồi đây mọi người. 190, chuẩn luôn. Giờ lấy thẻ xe buýt ra. Let's go. Nắng chết mà nó bắt mình phải đi bộ vậy nè. Theo cái app này nó chỉ là mình sẽ đi tới bến xe buýt này, nhưng mà cuối cùng thì mình phải xuống đi bộ nguyên một đoạn đường dài. Tức quá mọi người ơi. Không, nhưng mà được cái đường phố Singapore cũng có cây cối các kiểu, cho nên là nó không có bị quá nóng hay là bị đen da. Mặc dù da mình đen và nhìn này, da siêu đen rồi. Mình phải đi nguyên một đoạn đường dài trước mặt. Hình như mình đang đi trong khu của người Ấn thì phải. Các bạn có nghe thấy tiếng chuông nhà thờ không? Thật sự muốn làm vlog thường xuyên cơ, nhưng mà tuần vừa rồi vì bệnh quá. Thiệt á, mình bệnh mình nằm giật vừa nguyên một tuần và chỉ muốn cơ thể khỏe lại đi ra đường cầm cái máy quay nè, đó chỉa thẳng vô mặt nè để làm vlog. Nhưng mà quá trời bệnh. Mình đang cho bạn gái mình coi là mình đang làm vlog nè mọi người. Chào nhau đi. Và cuối cùng thì cũng tới tòa nhà của thằng Duy Đen. Tầng mấy, từ từ check điện thoại đó các cậu. Tầng 9 nha. Duy ơi, Duy ơi, chết mẹ nhầm tận, nói tầng 9 mình lên tầng 10. Đây. Bạn Duy ơi, hổ. Vô. Cái gì? Chưa quần áo hả? Hey. Áo được rồi, cầu đi ngay. Ôi, ổ đĩ mọi người. Anh có tô đồ nhiêu? Hả? Anh 800. 800. Ở 6 xị nha. Em được 2 xị. Cái này đó được bao nhiêu? Chào mẹ. Dạ. Ơi. Giữa làm gì? Yeah. Lấy cô. Thầy gì cái vlog này. Nhẹ thôi, đừng có chú. Anh không đem 3 anh ăn. Trong em này bọn có ra bao nhiêu người vậy? Khỏi rồi. 10% Mười. Mày, anh có tính Peter là hai người đi. Không muốn, bắt cái quần. Xe cờ. Singapore rất sạch sẽ nha mọi người. Sạch quá ha. Sạch quá.
Thử hai đôi, ai thử em? Gấp kem hả? Gấp ai kem mấy người. Ủa gấp là gấp làm sao? Mày đeo thấy kem đâu mà gấp. Trong này chắc trong hộp này. Này nó mở hộp ra, mình đồ. Gấp. Wow. Ai em thử. Ai thử ấy, ai tốn tiền ngu đi. Ai tốn tiền ngu đi. Để đi. Để mình thử cho. Ai thử em. Ủa đâu phải gấp kem đâu, bỏ tiền vô lấy kem ra cho mình đi. Nhưng mà nhìn này có cái chọn kiểu gì đâu anh. Đúng. 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 Mẹ mà. Đời. Chúng mày có thằng nào không? To đi. Thôi. Nếu biết đi đâu không mọi người. Dẫn phải dẫn. Bến đâu? Bến bên kia mà, tụi mày điên à. À quên, đi qua xíu hả? Đang đi mua đồ xi nha mọi người. Đồ xi mấy trăm đô à? Đúng xi luôn. Xi măng không? Nè, áo màu xi măng nè, áo màu xi măng 100 đô nha mọi người. Không em quay shop đã đi nha. 100 đô một cái nha. Cái phong độ tên mẹ chúng ta. Lầu năm nha các cháu. Và tên Mino. Ôi, cái này thấy gì không hết. Đổi shop mọi người à, đổi shop. Hợp lý đó. Áo mà đóng trong. Cái này giảm giá 40%. 120 giảm giá 40%. Hả? Mua đi. Để nè. Mua đi. May quá không bị cám dỗ mua đồ. Trời ơi, 2 năm nữa mới lại đó, nó đâu mọi người ơi. Vô Apple Store mua AirPods Pro này. Con nhà giàu Việt Nam. Con nhà giàu Việt Nam cho em được. Vô Apple Store mua AirPods Pro này. Được. Được của nó. Airbot. Ờ. Cháy hàng nhanh vậy. Đẹp quá. Thầy vừa mặc cầu đi. Hôm nay chúng mình mua Airbot Pro nhưng không thì đâu. Hết hàng. Để cháy đợi. Hàng. Mua đợi. Đánh cháy quá. Quy mô Pro. Từ từ. Để biết luôn. Ê, go. Thật con lồn nó lừa á. Hai con nào. Ôi bạn em nhiều lắm, bạn em nhiều. Bóng dạch ra đụng nai đụng bò. Đụng nai đụng bò. Ôi ông dừng lên đi rồi. Cái này ông bảo không sắp gắn rồi. Dạ 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 bớt. Mà đéo sắp gắn rồi á. Cái áo người ta thử nhà như mày cứ làm sao ta... Rồi đây ngồi đây. Ừ đúng rồi. Đủ bấm đến cái áo thôi. Lên xin người. Thôi chuyên gia áo tao nha, tao hiểu tao có hận thù gì nó không. Ông vô food court ăn đi. Food court này hả? Ông vô ăn hả? Cái này là cái lồ nó không có bỏ bố. Ai vô yên đi. Quay chỗ này chỗ cũ. Quay bro. Ở đầu clip mình đi ngắn nâu rồi. Giờ mình quay lại chỗ này, cái chỗ này. Ăn mọi người ơi, đói. Ăn
Ờ, how much? Okay, yes. Okay. Bữa ướp với cái gì ấy? Chứ đâu phải công... Can I ask if you're gonna split the payment or you're gonna pay together? Ờ, pay together. Yes. 8 đô thì các bạn ạ. Ngon. Ngon lắm. Được giới thiệu mà chắc chắn sẽ ngon thôi. Ngon giới thiệu. Không ngon chặt đầu thằng kia này. Đang chặt gà nè mọi người. Chặt rất là điệu nghệ nha. Rất là chắc chắn. Ngon lành nha. Hợp lý. 4 đô 80 sen. Biết rồi. Đâu đúng được. Hôm nay mình sẽ mukbang một video mukbang nhỏ nhỏ như con hổ. Làm đi. Trước liền. Đây là đêm đích. Đây là nơi chia tay. Gọi gì về á? Bye bye anh. Bye mọi người. Đấy, thế là hết một ngày đi chơi. Ok, các bạn hãy like, share và subscribe cho kênh của mình để đón chào những vlog mới hay ho tuyệt vời nhất thế giới này. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và hẹn gặp lại mọi người trong vlog tiếp theo. Bye bye.